chào các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Wario 1/10 nâng cấp game người xem bằng lọc đồ chơi hàng tuyển. Ở dụng chi bên kích tông màu trắng cho toàn bộ chiếc áo, kết hợp cùng với phần nhựa nhám cam làm cho chiếc xe trở nên nổi bật hơn. Và cái chiếc Wario 1/10 độ dưới đây còn được trang bị rất nhiều món đồ chơi khiến em ấy trở nên giá trị và hiệu năng hơn. Cái chiếc Wario này được nâng cấp lên cái tài phanh Rainbow A19, ở dụng một cái đoạn ống trong suốt để kết nối cùng chiếc bình dầu Rainbow trong suốt để làm ổ chứa dầu, tạo thành một cặp cân xứng với phần tay thắng là tay con tiêu em đến từ hãng Domino, được người chủ tận dụng làm phần tay thắng để quản lý cái bộ phận phanh đùm phía sau của chiếc xe này. Trang bị cái bộ đồng hồ Casio phiên bản dành riêng cho cái chiếc Wario Deep sử dụng, không cần phải chế lại dây điện thay bật cũ. Hiện nay cái dòng đồng hồ Casio này có mức giá khoảng 5 triệu đồng, lắp cho cái dòng Wario X thời cũ mà không cần phải chế kéo một chi tiết nào, rất tiện lợi, vô cùng đẹp, với những góc ảnh thông số hiển thị cái dạng là LCD. Cái dạng chân trước của xe được làm mới bằng cái đĩa thiệu của cà phờ kích thước 255, nhưng lại có tới 5 lỗ ốc, vì vậy phải bắt CNC thêm một cái lòng ở bên trong nhằm hay là cái phát heo dầu để bố ăn hết được đĩa. Ngoài ra còn một cái chú heo phanh đùm 2 miếng đá xứng đến từ cái xứ Đài Loan. Để tăng thẩm mỹ và cái sự âm thanh quy lực hơn cho chiếc xe một khi lên cái lớn, người chủ trang bị em ấy một cái dàn ống xả 4 rốt kết hợp cùng với cổ titan vô cùng đẹp ấn tượng. Hệ thống chơi sau được trang bị cây cục Hardin bình dầu rời, thương hiệu đồ chơi xe cao cấp đến từ Thụy Điển, được rất nhiều tay chơi xe hiện nay ưa chuộng. Nói thêm đôi chút về phần nhựa nhám cam, thực chất đây chỉ là một cái sản phẩm được sơn lại mô phỏng theo cái chiếc Beat 1/10/2019. X1R phá cách trên hơi thở của Yamaha L6. Cái chiếc Yamaha X1R dùng chung cái động cơ khung gầm phóng với chiếc Yamaha X-Star 154 số. Khác biệt hoàn toàn so với X-Star chính là cái kiểu dáng nổi bật và cái cụm đèn pha trước mặt nạ như cái kiểu Novo 2 di động trần thể thao. Cái dòng xe này không được nhập Việt Nam nên các tay chơi xe đam mê phải order cái dàn áo và chế thêm đơn cái mẫu X-Star để thỏa mãn cái niềm đam mê của mình. Trên thực tế, chiếc xe thuộc dòng là X-Star 155 số nhưng được chủ xe đổi dàn áo X1R để chế lên cái sườn của những dòng là X-Star 155, thì chủ nhân của nó phải chấp nhận cắt bỏ các phát sắc zin, sau đó chấm hàng lại những cái phát theo đúng cái dàn ốc của áo X1R. Phần ghi đông chỉ cần là hạ xuống và câu điện đèn xuống là ổn ngay. Trang bị cặp đèn trợ sáng, đây là một cái trợ thủ rất là cần thiết cho những chủ xe muốn chinh phục những cái cung đường đêm thiếu ánh sáng. Bên cạnh đó cũng công tắc Henriks được tích hợp rất nhiều cái nút tha hồ chủ xe cho cháu và những chức năng phụ thêm cho xe, và không cần đau đầu vì ở vị trí chưa công tắc. Trang bị đồng hồ Casio ASN 5 lỗ thiên ở ngoài, phong cách này được áp dụng trên những mẫu xe Rush chạy trường. Họ phải núp gió nên vị trí của họ đồng hồ kiểm soát tua máy để dễ sang số. Dàn chân trước được trang bị dầu Morin, một thương hiệu đến từ Thái, rất được em chơi xe Việt Nam ưa dụng. Trang bị heo dầu Rainbow lớn 2 miếng đã xứng bắt vào giỏ phục thông qua một phát heo được làm bằng chất liệu CNC, tạo hình vô cùng sắc nét. Chỉ dùng cái đĩa JS ở trước, bên cạnh đó còn có một cái mắt đọc km trên giờ của Casio nói trên. Trang bị heo dầu Rainbow logo nhỏ ở phía sau được làm phát xoay ngược xuống dưới tựa những dòng phân cơ lớn thật thụ. Cái kiểu phát này là vô cùng mắc khi ta làm tầm khoảng là 1 triệu đến 1,5 triệu. Chú heo dầu cũng được cố định vào phát bằng hai chốc rô ti. Như tiêu đề mình đã nói đến thì chiếc xe dùng là cubo của L6, đem cho em nó tướng hình là to lớn hầm hổ hơn. Tuy nhiên các xe cũng phải làm lái lại chút xíu mới để dùng cái dòng bộ này. Tuy nhiên do không tìm được cái mâm zin của X1R nên chủ xe dùng là mâm JS thay thế cho kiểu dáng làm mâm của hai cái dòng gần như là giống nhau, chỉ khác đặc điểm của nó là nhỏ và kích thước là bản mâm JS nhỏ hơn so với X1R. Cảm ơn bạn đã theo dõi video tiếp, nhớ like, subscribe.